Thưa quý vị, hộ chiếu vaccine là giấy chứng nhận cho một người đã tiêm đủ số mũi vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc theo cơ quan quản lý của nhà nước. Việt Nam đang nghiên cứu xem xét thử nghiệm hộ chiếu vaccine tại các khu du lịch hoặc một số sân golf. Theo Cục Y tế Dự phòng cho biết, Bộ Y tế cùng nhiều cơ quan đến nay vẫn đang xây dựng các phương án xem xét triển khai áp dụng với quốc gia nào, áp dụng đa phương, song phương hay đồng thuận giữa các nước, áp dụng với vaccine nào và cách đi lại ra sao. Hiện một số địa phương như Quảng Nam, Phú Quốc đang đề xuất cho thí điểm áp dụng hộ chiếu vaccine với khách lưu trú ngắn ngày, chỉ chơi golf, nghỉ dưỡng không di chuyển. Đây cũng là mô hình cần thử nghiệm, nhưng phải quản lý nghiêm ngặt người đến, đòi hỏi chính quyền địa phương, công an, cơ quan chủ quản phải quản lý rất chặt, không được để khách đi ra ngoài.